Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Car Thủ Đức và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là trung tâm mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng và cam kết 100% xe bán ra là xe nguyên bản, không lỗi, không đụng và không ngập nước nha. Bên em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng với lãi suất cực kỳ ưu đãi cũng như là hỗ trợ giao xe toàn quốc cho khách hàng ở xa cửa hàng ạ. Và video của em Quỳnh ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho chúng ta những xe đang có sẵn tại cửa hàng cũng như là báo giá tất cả số lượng xe tại cửa hàng để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng. Mọi người nhớ theo dõi video của em Quỳnh ngày hôm nay để có thể tham khảo hết tất cả những chiếc xe đang có sẵn nha. Mở đầu trước video của em Quỳnh ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho mọi người trước Mitsubishi Xpander nha. Xe nhà em Quỳnh thì được đăng ký và sản xuất năm 2019. Đây là bản số tự động ạ. Ở năm 2019 thì phiên bản này chỉ được sản xuất bằng ghế nỉ. Tuy nhiên thì chiếc xe nhà em Quỳnh đã được chủ xe chăm chút rất là kỹ. Mọi người có thể thấy là lốp sơn zin này, lốp nguyên dàn theo xe và bộ ghế da thì cũng đã được ghế thì được bọc da rồi, không còn sử dụng ghế nỉ hơi bẩn và khá nóng so với thời tiết của Sài Gòn ạ. Xe Xpander nhà em Quỳnh thì hiện tại chạy được chính xác là 33.000 km và cam kết 100% là ô tô zin chuẩn. Nội thất thì được thiết kế tông màu be sang trọng. Và ở phiên bản năm 2019 thì cái viền ốp gỗ trong xe em Quỳnh rất là thích. Xe được anh chủ xe bảo hành bảo dưỡng rất là kỹ ạ. Có thể bảo hành của hãng cũng như là mọi người có thể nhìn vô lăng hay là khoang táp lô, ghế lái để đánh giá rằng là chiếc xe này đã chạy được chính xác là bao nhiêu ngàn km. Và lốp sơn hiện tại của chiếc xe này thì là sơn zin 100% nha. Lốp sơ cua chưa hạ. Xe đăng ký biển thành phố như vậy thì gia đình nào mà có nhu cầu sang biển thành phố thì tiết kiệm được khoảng hơn 20 triệu giá trị của chiếc biển. Mọi người có thể nhìn qua cốp nhựa Xpander thì đối với em Quỳnh trong phân khúc hạng 5+2 thì đây là chiếc xe có chiều dài rộng nhất ạ. Và có điều hòa hai chiều cũng như là ở vùng sau thì đã tạo được cái khoảng thời gian làm mát nhanh hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc. Động cơ của máy nhập thì không chê được rồi, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà lại còn bền bỉ ạ. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Xpander tại cửa hàng là giá 548 triệu nha. Bên cạnh chiếc Xpander là chiếc Hyundai i10. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đây là bản full số tự động, có động cơ là 1.2. Ở bản full và bản bay thì đã khác biệt rõ nhất là ở trước bành. Mọi người có thể nhìn qua nha, cái chiếc xe i10 của nhà em Quỳnh thì cọp lắm ạ. Hiện tại thì em Quỳnh đang bày tại hàng đầu tiên tại cửa hàng và chào bán Hyundai i10 với giá là 380 triệu. Xe được đăng ký biển thành phố và chạy cũng chỉ là 32.000 km. Mọi người có thể ngắm qua nội thất của chiếc xe này một chút nha. Xe nhà em Quỳnh thì cam kết đầu vào cũng như là đầu ra rất là chuẩn cho người tiêu dùng. Hiện tại thì xe được trải thảm sàn 6D, rất là sạch sẽ. Cảm thấy rằng là anh chủ là một người rất giữ gìn xe và người ta đã nói rằng là của bền thì tại người phải không ạ? Vô lăng còn rất mới. Xe trước i10 này thì mới cập bến tại cửa hàng chưa tròn 3 tiếng đâu ạ. Em Quỳnh vẫn chưa đi rửa xe được. Lốp nguyên dàn theo xe, nước sơn zin theo xe và sơ cua thì đã hạ rồi. Tuy nhiên thì chiếc xe còn rất mới so với một cái dòng mà hatchback nhỏ gọn trong phố này thì đây là một lựa chọn rất là sáng suốt cho người tiêu dùng ạ. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin của chiếc Hyundai i10 nhà em Quỳnh nha. i10 nhà em Quỳnh được đăng ký và sản xuất năm 2019. Đây là bản full số tự động và em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 380 triệu. Mọi người nhìn qua một chút nha. Bên cạnh chiếc Hyundai i10 là chiếc Mazda 3 màu đỏ pha lê. Đây là bản Premium sản xuất và đăng ký năm 2020. Ở năm 2020 này thì cái form đã rất là mới cũng như là khác biệt so với những bản tiền nhiệm. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng trước Mazda 3 với giá là 736 triệu. Và xe này chỉ chạy được 9.000 km thôi ạ. Lốp sơn zin theo xe, lốp sơ cua chưa hạ và 4 quả lốp là nguyên dạng. Nội thất còn rất mới. Xe được trải thảm sàn 6D. Sử dụng vùng điều hòa rộng hơn và màn đã được lớn hơn so với những bản tiền nhiệm. Thiết kế nội thất tông màu đen và sử dụng động cơ 1.5 Sky Active rất là tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ ạ. Màu đỏ pha lê ở dòng Mazda thì cực kỳ hot rồi ạ.
Nói chung là không có gì để chê so với một chiếc xe phân khúc hạng C đâu ạ. Và ở năm 2020 thì đã được làm rộng trước cốp của Mazda ra, cũng như là sử dụng cụm đèn full LED. Đây là bản premium, bản cao cấp nhất của Mazda. Rất đẹp luôn. Trước Mazda nhà em Quỳnh, em Quỳnh khẳng định là có 102 trên thị trường xe cũ hiện nay ạ. Xe được đăng ký biển thành phố thì đã tiết kiệm rất lớn so với biển tỉnh. Em Quỳnh mới về cập bến một chiếc Attrage. Đây là chiếc Mitsubishi Attrage. Đây là bản full năm 2019. Xe được đăng ký biển tỉnh. Và hiện tại thì chiếc xe này chạy được 48.000 km. Và xe được lắp thêm màn DVD tích hợp cam lùi. Hiện tại thì em Quỳnh vẫn chưa có thể lên hình được kỹ được cho con này, vì xe mới về và em Quỳnh muốn dọn sạch sẽ hơn để bày cửa hàng ạ. Và em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 378 triệu. Đấy, các bạn ấy đang đi rửa để chụp ảnh nhá. Và là bên cạnh chiếc Mazda 3 thì là chiếc Elantra. Đây là chiếc Hyundai Elantra nhập khẩu gần như là thế hệ cuối cùng của dòng Hyundai. Elantra nhà em Quỳnh thì sản xuất và đăng ký năm 2013. Đây là bản máy 1.8, đăng ký biển tỉnh và là bản nhập khẩu. Đến 2016-2017 thì Hyundai đã không còn nhập khẩu chiếc này nữa. Và chiếc Elantra nhà em Quỳnh thì được độ khá nhiều đồ ấy. Thứ nhất là mâm này, thứ hai là màn Z-Tech trong xe. Và thực ra xe mà chạy 2013 mà chạy được 6 vạn thì xe còn rất mới phải không ạ? Hiện tại em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 418 triệu. Mọi người có thể ngắm qua vô lăng cũng như là khoang cam lô nha. Cái màn Z-Tech thì được coi là cái màn DVD cao cấp nhất đến thời điểm hiện tại. Xe 2013 đến nay là 9 năm sử dụng mà em Quỳnh chưa gặp cho xe là mới như thế này luôn ạ. Nội thất tông màu đen, mọi người có thể nhìn thấy ghế, cái độ ngồi của cái người ngồi và cái người sử dụng chiếc ghế này thì khả năng là rất ít, bởi vì so với 6 vạn một chiếc xe 95 thì cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên nó cũng ở mức tương đối và xe đã qua sử dụng rồi ạ. Cái lớp sơn thì ở cửa hàng em Quỳnh về bày cửa hàng em Quỳnh đã đánh bác lại rất là sạch sẽ và rửa cũng như là gầm máy để bày cửa hàng cho mọi người ngắm kỹ hơn. Mọi người có thể nhìn qua là cái form của Elantra trước này em Quỳnh, nhà em Quỳnh thì đã được sửa độ khá là nhiều những cái chi tiết nhỏ để thể hiện một cái form dáng thể thao và cá tính của dòng Hyundai Elantra. Chúng ta sẽ đến với hàng tiếp theo nha. Em Quỳnh mới cập bến một chiếc xe đến từ châu Âu, thương hiệu Volkswagen. Chiếc Volkswagen này thì là dòng Polo, xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2019. Đây là bản có động cơ 1.6 và được thiết kế ngoại thất màu đỏ rất là nổi bật. Mà xe này mà anh chồng nào mà mua cho vợ thì chắc chắn là không bao giờ bị chị vợ cầu nhau đâu ạ. Mọi người mà các anh chồng mà muốn tham khảo một món quà mà tặng vợ thì có thể liên hệ em Quỳnh nha. Em Quỳnh sẽ tư vấn ngay trước này đấy ạ. Xe của châu Âu thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi ạ. Volkswagen Polo, xe được đăng ký biển thành phố và hiện tại thì mới chạy được chưa đến 50.000 thì phải ạ. Xe chị nữ sử dụng nên là rất là kỹ càng. Đây, chìa khóa và cái nội thất cũng như là cái option của xe châu Âu thì em Quỳnh không có gì để bàn cãi được ạ. Từ điều hòa, màn hình hay là loa thì nghe của Volkswagen nó vẫn khác biệt so với những chiếc xe cùng phân khúc ạ. Hàng ghế sau, chị nào mà chở con, chở em đi cà phê là đi học thì xe này quá là hợp lý ạ. Em Quỳnh có thể quay qua một vòng xe nha. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin nha. Đây là chiếc Volkswagen Polo, xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2019. Xe được đăng ký biển thành phố đã tiết kiệm chi phí lên tới 20 triệu đồng tiền biển so với những các bạn có nhu cầu về biển thành phố ạ. Và hiện tại em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 545 triệu. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ em Quỳnh nha. Và bên cạnh chiếc Volkswagen, chiếc xe đến từ thương hiệu châu Âu thì đó là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, Toyota Vios. Đây là bản E số sàn, sản xuất và đăng ký năm 2018. Xe đăng ký biển tỉnh, hiện tại thì xe chạy được 70.000 km. Và bên em Quỳnh thì cam kết 100% là km diên chuẩn và bao test cũng như là check hãng cũng như là xưởng toàn quốc nhau.
Xe được thiết kế ngoại thất màu trắng, bên trong Fontainebleau này anh chủ. Em phải nói thật là em mua xe thì lúc nào cũng kén chủ, vì của bền tại người, em Quỳnh đã nói rồi. Xe mà có đẹp hay không, nhìn anh chủ ra xe là có đẹp hay không ạ. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Vios tại cửa hàng với giá là 365 triệu. Chỉ hơn 3 đồng thôi mà có một chiếc xe đời 2018 và khá là lướt trên thị trường hiện tại, thì em Quỳnh đã cố gắng rất nhiều để có thể tìm những cái sản phẩm chất lượng, cái đầu vào cũng như đầu ra chất lượng để bán ra cho mọi người ạ. Và bên cạnh chiếc Toyota Vios 2018 thì là chiếc Orlando. Xe này thì em Quỳnh đã giới thiệu khá nhiều rồi, em Quỳnh về trước 2015 và vì là đời cao hơn và cũng là đẹp hơn 2012 thì mọi người đã chọn rồi. Em Quỳnh xin giới thiệu qua nha, đây là chiếc Orlando, xe được sản xuất và đăng ký năm 2012, đăng ký biển tỉnh và chạy được 80.000 km và sử dụng một cái lớp sơn rất là đặc sắc. Chiếc Orlando này thì mọi người em rất thích vì nó rộng rãi, nó là dòng 5+2 thôi nhưng mà ở cái khoang đằng sau cũng như là cái ghế hàng ghế thứ ba thì mọi người có thể cảm nhận là nó rất rộng luôn ạ. Đây là chiếc xe số tự động. Đây hàng ghế thứ ba hạ, đây là khi mà hạ xuống rồi thì nó cảm thấy cứ như là gần như là bằng một cái dung tích của một cái thùng bán tải ạ. Chevrolet Orlando. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 335 triệu. Và đằng sau chiếc Orlando là chiếc Palio Sport. Đây là đối thủ trực tiếp cạnh tranh của Fortuner và Muix. Palio Sport nhà em Quỳnh thì chạy chỉ được hơn 4 vạn và xe được sản xuất đăng ký năm 2014. Và đăng ký một cái lớp sơn màu vàng, zin sơn zin từ trong hãng ra và rất là đẹp luôn ạ. Lốp nguyên dàn theo xe. Và cam kết 100% với km 44.000 là km chuẩn. Và xe được đăng ký biển thành phố, hiện tại em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 499 triệu. Mọi người có thể nhìn qua là cái xe này còn rất mới, 2014 mà em Quỳnh chưa gặp một chiếc xe là mới này. Xe sử dụng động cơ 2.5 và đó là động cơ máy xăng nha. Bên cạnh chiếc Palio Sport là chiếc Vios. Đây là chiếc Toyota Vios 2017 bản E số tự động ạ. Xe được đăng ký biển thành phố và sử dụng ngoại thất tông màu trắng. Mọi người có thể nhìn qua cái lớp sơn của nó cũng như là nội thất nha. Cái nội thất của chiếc xe này thì còn rất mới vì chủ xe đã đến trực tiếp cửa hàng để đổi một chiếc xe có chất lượng hơn. Và anh chủ đã được độ màn này, can lùi cũng như là cái thiết bị hay là sự chăm chút của xe thì anh chủ cũng nói thật là anh chủ chăm chút rất kỹ. Có thể là lên hình này có những cái điều kiện lên hình không được nét và chi tiết thì mọi người có thể đến trực tiếp cửa hàng với em để ngắm cũng như là lái thử xe để có thể là tham khảo hay là cảm nhận được chính xác được cái chất lượng xe mà em Quỳnh đang nói trên video đấy ạ. Thì hiện tại em Quỳnh đang chào bán chiếc Vios E2017 số tự động tại cửa hàng là giá 415 triệu. Xe đăng ký biển thành phố và chạy được đâu đó loanh quanh hơn 50.000 thôi ạ, Vios 2017 số tự động. Và bên cạnh chiếc Vios 2017 là chiếc Captiva. Captiva nhà em Quỳnh thì được sản xuất và đăng ký năm 2017, sổ 2017 và đăng ký năm 2018, một cái lớp sơn rất là độc đáo của Chevrolet. Xe Captiva nhà em Quỳnh thì hiện tại chạy được 65.000 km và hiện tại đang chào bán tại cửa hàng với giá là 565 triệu, xe đăng ký biển thành phố như hình. Mọi người đã tiết kiệm được hơn 20 triệu chi phí sang biển. Mọi người có thể ngắm qua nội thất một chút nha, nội thất còn rất mới ạ, nếu mà chạy 6 vạn. Đây. Và cam kết 100% là km chuẩn ạ. Mọi người có thể nhìn qua vô lăng này, ghế lái, rồi lốp cũng như là lốp sơn zin để đánh giá rằng là chiếc xe này chạy có nhiều hay không và sử dụng có nhiều hay không. Mọi người có thể ngắm qua một chút nha. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin, đây là chiếc Captiva 2017, đăng ký 2018 và em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 565 triệu. Và không để mọi người chờ lâu thì sau chiếc Captiva là chiếc Kia Rondo. Đây là chiếc Kia Rondo bản GAT 5+2 máy xăng, sản xuất và đăng ký năm 2019 bản số tự động ạ. Xe còn rất mới, xe nhà em Quỳnh thì em Quỳnh đã lựa chọn cái sản phẩm tốt nhất và có chất lượng cao nhất để giới thiệu đến người tiêu dùng. Xe nhà em Quỳnh thì đăng ký biển tỉnh và chạy được đâu đó loanh quanh là 30.000 km, 3 vạn km đấy ạ.
nước sơn thì rất là còn mới này. Thứ nhất là thứ hai là cái lốp nguyên dàn theo xe. Và em Quỳnh đảm bảo là xe bên em Quỳnh thì cam kết bằng văn bản cũng như là hỗ trợ bao quay đầu cho khách hàng. Xe bảo hành bảo dưỡng 100% là trong hãng nha. Đây. Mọi người có thể nhìn qua nội thất của chiếc xe, nội thất được thiết kế tông màu be, trẻ trung và năng động. Vô lăng còn rất mới, để đánh giá một chiếc xe đánh vô lăng nhiều hay không thì mọi người có thể nhìn qua luôn. Em Quỳnh báo km chuẩn và cam kết là bao test bao check hãng ạ. Hàng ghế sau đây là đối thủ trực tiếp cạnh tranh với Xpander. Kia thì nổi tiếng với những cái option theo xe rất là nhiều và để phục vụ cái nhu cầu cá nhân của mọi người ạ. Mọi người có thể ngắm qua một chút nha. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin là đây là chiếc Kia Zondo, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đây là bản GAT số tự động, sử dụng động cơ là máy xăng và đăng ký biển tỉnh. Hiện tại em Quỳnh đang chào bán tại cửa hàng với giá là 540 triệu nha. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cũng như là đến trực tiếp địa chỉ là số 63 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức ạ. Bên cạnh chiếc Kia Zondo là chiếc Mazda 3 và chiếc Colorado. Đây, hai chiếc xe này thì hiện tại em Quỳnh đã nhận cọc rồi ạ. Và em Quỳnh đang chờ ra biển cho khách hàng đấy ạ. Cảm ơn mọi người. Đây là hai khách hàng đã đặt cọc qua YouTube cũng như là các kênh mạng xã hội với em Quỳnh ạ. Em Quỳnh xin phép đi tiếp đến hàng cuối cùng nha. Đây là chiếc Toyota Vios Form 2019. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, đăng ký biển tỉnh ạ. Hiện tại thì xe này chạy chỉ có 45.000 km và nước sơn còn rất mới. Ở cái form mới này thì cuối năm 2018 thì Vios mới ra cái form mới, thì trông nó mềm mại và nhẹ nhàng hơn so với, tức là có một cái gì đó rất là khác biệt và phát triển hơn so với những các bản tiền nhiệm. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Toyota Vios tại cửa hàng với giá là 398 triệu. Mọi người có thể ngắm qua ngoại thất một chút của chiếc Toyota Vios này nha. Em Quỳnh mở nội thất để mọi người có thể ngắm kỹ hơn. Đây là bản E số sàn và thiết kế nội thất tông màu be. Sử dụng nước sơn màu bạc, khá là đặc trưng của dòng Vios. Và bên em Quỳnh thì cam kết 100% là xe không taxi, không dịch vụ. Giấy tờ pháp lý rất là hợp pháp và rõ ràng và ký công chứng luôn tại... tức là có giấy tờ để đủ đảm bảo hợp pháp lý cho khách hàng ký công chứng luôn ạ. Và bên cạnh chiếc Toyota Vios là một chiếc Hyundai i10. Đây là bản sedan hai đầu ạ. Xe được đăng ký biển tỉnh. Đây là bản 1.2 số sàn bản bay nha. Bản bay và bản full thì nó chỉ khác biệt ở... khác biệt lớn nhất là ở cái bộ mâm thôi ạ. Đây là chiếc i10 được thiết kế ngoại thất tông màu trắng ngọc trinh ạ. Và xe nhà em Quỳnh thì chạy đâu đó chỉ 29.000. Và cam kết đây là 100% là xe Oddo là nguyên zin, nước sơn là nguyên bản cũng như là lốp nguyên dàn theo xe. Và em Quỳnh đang chào bán Hyundai i10 tại cửa hàng với giá là 289 triệu. Mọi người có nhu cầu chiếc i10 này thì alo cho em Quỳnh luôn mà ngay nhá. Đây là một chiếc xe siêu hot trên thị trường và khá lâu rồi em Quỳnh mới về được một cặp i10 đẹp như vậy. Khoang táp lô, vô lăng, cần số và ghế. Mọi người có thể nhìn qua để đánh giá là chiếc xe nhà em Quỳnh chạy nhiều hay ít ạ. Mọi người ngắm qua ngoại thất một chút nha. Xe nhà em Quỳnh thì ủy quyền cũng được, hoặc các bạn muốn ký mua bán ra tên thì đều được ạ. Và chiếc xe cuối cùng nhà em Quỳnh ngày hôm nay thì là chiếc Honda CR-V. Đây là chiếc Honda CR-V đăng ký và sản xuất năm 2013. Chạy loanh quanh được hơn 6 hay 7 vạn thì phải. Và xe thực ra CR-V thì em đứng xa xa thì cái form của CR-V thì mãi mãi là không lỗi thời. Và đây là đối thủ trực tiếp cạnh tranh với dòng 7 chỗ là Santa Fe. Honda CR-V thì đối với em Quỳnh thì cảm nhận là hàng ghế thứ 3 cũng như là cốp thì rộng rãi hơn và sử dụng theo đúng nhu cầu mục đích của gia đình, thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý. Và loanh quanh đâu đó chưa tới 600 triệu thì một chiếc xe 7 chỗ sử dụng gia đình lại rộng rãi và hợp lý, thì đây có thể là một lựa chọn rất là sáng suốt, đúng không ạ? Chiếc xe CR-V nhà em Quỳnh thì được thiết kế nội thất tông màu be, sử dụng ngoại thất tông màu trắng và thiết kế những cái
ở khoang táp lô vô lăng thì hầu như là sử dụng màu đen rồi ạ. Xe 9 năm sử dụng rồi nhưng mà tất cả mọi thứ trong xe đều còn rất mới. Và so với những chiếc xe 9 năm tuổi thì đây có thể là một chiếc xe em Quỳnh cảm thấy là nó rất mới. Và em Quỳnh rất ưng khi mà bày tại cửa hàng và cũng như là tự tin trao đến tay người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất. Hiện tại thì em Quỳnh đang trên đường về Ford Everest số sàn máy dầu, sản xuất và đăng ký năm 2019, màu đen đăng ký biển thành phố ạ. Và cũng như là xe Ford Everest này và Captiva và một số xe đang trên đường về nữa. Mọi người nhớ theo dõi những video tiếp theo của em Quỳnh hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình là 0965332222 hay là số cá nhân của em Quỳnh là 0968044148. Em Quỳnh có ghim số điện thoại trên màn hình nha. Và đến trực tiếp địa chỉ là showroom Sài Gòn K số 613 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Em Quỳnh và các cộng sự của Sài Gòn K rất là cảm ơn khách đã đồng hành và theo dõi những video của em Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì nhớ alo cho em Quỳnh để em Quỳnh có thể tư vấn những sản phẩm tốt nhất đến quý vị và các bạn ạ. Sài Gòn K có một cái quan điểm là khách hàng đã đến với Sài Gòn K thì sẽ được đi về bằng xe của Sài Gòn K. Và team Sài Gòn K chúng em thì tư vấn có tâm mà sản phẩm thì có tầm. Cảm ơn mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những video lần sau ạ.